Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Ngã Tũng. Tập 84, chương 642, Bạch Hổ Thất Túc Trận. Ánh sáng của đèn pin chiếu qua hướng kia là một cái cửa gỗ. Diệp Thiếu Dương đưa mắt ra hiệu cho Tạ Vũ Tình nói: "Cẩn thận một chút." Chậm rãi đi đến trước cửa, vươn tay đẩy cửa nhẹ. Cửa bị khóa. Loại cửa này một đá là có thể văng ra được, Tạ Vũ Tình nói. Đá văng thì dễ, bên trong tám phần là có cương thi, vạn nhất là bạch mao cương thi kia tiến lại đây, trước sau giáp công là phiền toái to đó. Bạch mao cương thi không ở trong phòng sao? Tạ Vũ Tình ngẩn ra một chút rồi buồn bực nói: "Cửa bị khóa, cương thi lại không thể xuyên tường, cũng không biết mở cửa, đương nhiên là nó ở bên ngoài rồi." Diệp Thiếu Dương có chút do dự, nếu như đã nghe thấy phía sau cửa có âm thanh không thể nào vào trong điều tra cũng không bỏ được, nhưng nhất quyết phải đề phòng bạch mao cương thi đánh lén từ đằng sau. Nghĩ một lát vẫn là bày trận để cho an toàn. Trước hết rút ra âm dương bản, ở xung quanh khẩy tính toán một chút, phát hiện ra vị trí của mình đang đứng vừa đúng là vị trí bạch hổ của toàn bộ lầu 1. Vì vậy lấy từ trong ba lô ra 7 cây nến, sau khi châm lửa dựa theo phương vị khác nhau mà cắm xung quanh cánh cửa gỗ. Tạ Vũ Tình đứng một bên nhìn, thuận miệng hỏi: "Đây là bắt đầu thất tinh à?" "Không, cái này là bạch hổ thất túc." Diệp Tiếu Dương lấy ra đấu mực, nhẹ nhàng quấn tơ hồng lên thân 7 ngọn nến đỏ. Tơ hồng thẳng ra, nhưng do bốn phía đều chịu lực cho nên một cây cũng không đổ. Bạch hổ thất túc bao gồm khuê mộc lan, lâu kim cầu, mão nhật kê. Mão nhật kê này chính là mão nhật tinh quân ở trong Tây Du Ký á, giúp đại thánh đối phó con dế tinh á. Sau khi bố trí xong trận pháp, Diệp Thiếu Dương đứng lên, thấy Tạ Vũ Tình đang lên đạn cho súng lục liền nói: "Dùng súng bắn cương thi trong không gian này thì không phải là lựa chọn tốt đâu." "Cái này không phải là súng thường, là súng chu sa lần trước Lãnh Ngọc đưa cho. Gần đây ta đi tìm lão Quách làm thêm rất nhiều đạn, nghĩ hôm nay chắc chắn dùng đến nên mang theo." Tạ Vũ Tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. "Nói đến việc này, ta còn chưa có hỏi ngươi á. Nghe nói lúc ngươi đi bắt quỷ ở quê, Lãnh Ngọc cũng tới. Sao ngươi không mang cổ đến đây để giúp chúng ta lúc này?" "Cổ đi có việc rồi." Diệp Thiếu Dương trả lời. "Vậy bây giờ có thể tìm cô ấy đến hỗ trợ." Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười cười. "Cô thật sự mong Lãnh Ngọc tới sao?" Tạ Vũ Tình ngẩn ra hừ một tiếng. "Là ta giả bộ đấy, vừa lòng chưa? Mau mở cửa đi." Có bạch hổ thất túc trận bảo hộ, Diệp Thiếu Dương không lo lắng bị đoạn hậu, một cước đá bật cửa gỗ. Vừa bật cửa thì một mùi formalin nồng nặc xông thẳng vào mặt. Tạ Vũ Tình lập tức dùng đèn pin chiếu vào. Phía sau cánh cửa là một căn phòng trống trải, ở giữa có bày mấy bệ dài đúc bằng xi măng, bên cạnh đó còn kê mấy chiếc giường sắt. "Đây là bệ giải phẫu, ở cục cảnh sát cũng có." Tạ Vũ Tình có chút khẩn trương nói, chiếu đèn pin lần lượt từng cái, đột nhiên cả người căng thẳng run rẩy. Đó là cái gì?" Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại là một người nằm ngửa mặt trên bệ giải phẫu, cả người đã biến thành màu đen, héo rũ chỉ còn có da bọc xương. "Tám phần là thi thể dùng để giải phẫu lúc trước, không có thu hồi lại." Diệp Thiếu Dương nói. "Tôi cảm nhận được thi khí, cô có thể ghi hình, cẩn thận đó." Tạ Vũ Tình cất súng chu sa vào túi quần, một tay cầm đèn pin, một tay lấy điện thoại di động, mở chức năng ghi hình, đi theo sau Diệp Thiếu Dương. Đến bên cạnh bệ xi măng, nhìn vào bên trong, tức khắc hít sâu một hơi. Ở giữa mấy bệ xi măng là một cái ao, bên trong còn trôi nổi gần chục xác chết.
cái thì trơn bóng, cái thì trên người vẫn mặc quần áo, nhưng quần áo rách tả tơi, đến màu sắc cũng không phân biệt được, đang nằm thẳng cẳng trên mặt nước. Quả nhiên là phòng chứa xác. Từ sắc mặt của thi thể mà đoán, chúng bị ngâm trong dung dịch formalin được một thời gian rất dài. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt ngưng trọng đánh giá từng khối thi thể. Đúng lúc này, cách đó không xa chuyển đến tiếng xương cốt vặn vẹo. Lập tức quay đầu lại, là khối thi thể chỉ còn da bọc xương trên bệ giải phẫu. Nó đang ngồi dậy, chậm chạp bò xuống dưới chân, bằng thân thể cứng đờ mà đi tới. Mẹ nó, thì ra là thây khô. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, dặn Tạ Vũ Tình đừng cử động, phi thân nhảy tới. Thầy khô thấy 10 ngón tay kia lập tức khép lại, dùng sức bổ xuống. Diệp Thiếu Dương lắc mình né đi, lách ra phía sau của nó, nâng một chân liên tục đá vào hai đầu gối của nó. Hai chân của thầy khô sơ đẳng, vốn không thể cong lại, không thể ngồi xuống được, cho nên tư thế đi đứng mới đỡ đẫn như vậy. Tuy nhiên khớp xương toàn thân lại là nơi mềm nhất, nên cũng là nhược điểm của nó. Diệp Thiếu Dương đá xuống một cước, răng rắc một tiếng, xương đùi của thây khô cong lại, quỳ gối trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương thừa cơ tiến lên, dùng sức vặn đầu thây khô ra đằng sau, rút diệt linh đinh, dùng sức bổ xuống yết hầu của nó. Một cỗ thi khí màu đen từ miệng vết thương toát ra, không có máu loãng. Càn khôn tá pháp. Diệp Thiếu Dương niệm một lần chú ngữ, diệt linh đinh trong tay tỏa sáng lên một đạo linh quang, dùng sức đẩy xuống, đem bổ đầu thây khô ra một nửa. Một chân đá lên, trực tiếp đá đầu của nó văng vào trong hồ nước. Sau đó cũng không quay đầu lại nhìn, đi đến bên cạnh Tạ Vũ Tình. Phía sau hắn, cái thây khô kia vẫn còn duy trì tư thế quỳ gối, cứng đờ, rồi mới từ từ đổ gục xuống đất, thi thể chia năm xẻ bảy. Diệp Thiếu Dương phủi phủi tay, cũng không biết bộ dáng này của mình trong mắt của Tạ Vũ Tình có bao nhiêu là lãnh khốc. Ở trong cái ao này không có cương thi à? Tạ Vũ Tình nhanh chóng đến bên cạnh cái ao xi măng, chiếu đèn pin vào cái đám thi thể ở bên trong đó. Trong này á, đều là cương thi đấy. Diệp Thiếu Dương nói một câu làm cho nàng phải ngẩn cả người. Nhưng vì nơi này bị phong bế trong thời gian dài, còn có nước thuốc ngăn cách, nên bị rơi vào trạng thái ngủ đông. Sau khi chúng ta đi vào, mang theo dương khí, chúng nó sẽ rất nhanh tỉnh lại. Tạ Vũ Tình vừa nghe vậy liền luống cuống. Vậy người mau nghĩ cách ngăn cản đi. Ngăn làm gì? Chúng mà tỉnh lại thì giết hết là được rồi. Diệp Thiếu Dương bật lửa đốt 4 cây nến đặt ở 4 góc cái ao, dùng để chiếu sáng. Sau đó lấy đèn pin từ tay của Tạ Vũ Tình, chập tập trung nguồn sáng, chiếu vào đám thi thể ở trong bể nước. Mấy con cương thi này trên người đều có một lớp lông tơ màu xám, không có hồng mao cương thi. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Tạ Vũ Tình hỏi, trên bức họa nói là cương thi màu đỏ, không phải là hồng mao cương thi gì gì đó, hay là nó mặc y phục màu đỏ, hay là tóc màu đỏ? Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, cúi xuống nhìn lại, thực sự tìm được một khối thi thể, trên người mặc quần áo màu tím, ngâm trong nước thuốc đã biến thành màu đen, tuy nhiên lớp quần áo trong cùng lại là màu đỏ. Vì thế lấy câu hồn tác vung xuống, quấn lên thi thể, dùng sức kéo lại, đặt lên bệ xi măng. Thi thể này toàn thân sưng phù, rất nhiều chỗ làn da bị rách, đặc biệt là khuôn mặt, mũi hãm vào trong, da mặt tuột khỏi thịt, tuột sang một bên. Lại nhìn ở gần như thế, không phải là khủng bố, mà thực sự là ghê tởm. Tạ Vũ Tình cũng là hay gặp phải xác chết, cũng không thể nào nhìn nổi, che miệng. Notebook ở đâu? Chương 643, gặp nạn ngoài ý muốn. Tôi làm sao mà biết được? Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Thi thể lớn như vậy, notebook có thể giấu ở đâu? Mặc kệ như thế nào thì vẫn phải cởi bỏ quần áo của nó ra. Dùng diệt đinh linh cắt bỏ quần áo, hai người cau mày, trong lòng ghê tởm không thôi. Trên bụng của thi thể có ít nhất hơn 10 vết cắt màu đã bị khâu lại, giống như những con rết ngang dọc đan xen, nhìn qua thật ghê tởm. Thi thể này lúc trước chắc chắn được dùng để thí nghiệm giải phẫu nhiều lần, Tạ Vũ Tình nói. Bởi vì tiêu bản xác chết có hạn, sau mỗi một lần giải phẫu lại khâu vào, lần sau lại cắt chỉ. Nhưng miệng vết màu bị cắt chỉ ra khâu lại nhiều lần sẽ bị nát, không thể nào khâu lại được nữa, cho nên phải kiếm chỗ khác. Ở đây có hơn 10 vết cắt màu, chứng tỏ ít nhất cũng giải phẫu hơn 100 lần rồi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu bất đắc dĩ. Những người mà cô nói
giải phẫu thì giải phẫu thôi, sao lại dùng chỉ đen khâu lên da trắng, trông thật là khó coi mà. Thì dù sao cũng là người chết, ai mà quản nó khó coi hay không. Tạ Vũ Tình huých hắn một cái, nhân lúc đám cương thi này còn chưa tỉnh, mau chóng tìm xem notebook đang để ở đâu. Diệp Thiếu Dương chiếu đèn pin nhìn thoáng qua trên bụng của thi thể, hắn bỗng nhiên nghĩ đến di ngôn của Lý Hiểu Cường, không nói notebook nhất định ở trên người của cương thi, có thể là hắn để lại manh mối nào đó. Nghĩ như vậy liền kiểm tra da mặt của thi thể, không phát hiện được gì, đang muốn lật nó lại để xem sau lưng, đột nhiên nghe Tạ Vũ Tình kêu to: "Cẩn thận!" Diệp Thiếu Dương vừa ngẩng đầu thì thấy hai tay của cương thi vươn ra bóp chặt cổ hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẩn trương, dường như loại cương thi sơ đẳng lông mao màu xám này thủ đoạn công kích chỉ có cắn hay là bắt người. Trong điển tịch đạo gia về đối phó với cương thi có một câu như thế này: không kiêng kỵ gì, chỉ kỵ gần người. Ý là đối phó với bất kỳ loại cương thi nào cũng không thể để cho nó bắt được, bởi vì dù là cương thi sơ cấp nhưng sức lực của nó mạnh mẽ vô cùng, có thể dùng tay xé tan quỷ yêu không chút áp lực, hoàn toàn không thể nào dùng cơ thể người mà chống lại. Cho nên sau khi bị cương thi túm cổ, Diệp Thiếu Dương cũng sợ hãi, trong lúc tình thế cấp bách liền dùng câu hồn tác quấn hai vòng trói tay cương thi lại, dùng sức thít chặt. Cương thi nắm chặt lấy cổ Diệp Thiếu Dương, cố giằng hai tay sang hai bên làm cho câu hồn tác căng ra. Câu hồn tác được tạo thành từ huyền thiết do bách luyện trong liệt hỏa địa ngục, vô cùng rắn chắc. Đừng nói là cương thi bình thường, có khi đến cả thi vương cũng không phá nổi. Sao nào, cố sức mà bứt không ra à? Diệp Thiếu Dương cười cười, tay phải trụm lại thành mắt phượng, dùng sức đập mạnh vào khớp xương hai khuỷu tay của nó. Rắc rắc lên hai tiếng, hai tay của cương thi vô lực buông xuống. Diệp Thiếu Dương tháo ra câu hồn tác, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa định vẽ bùa để trụ định cương thi, từ từ kiểm tra thân thể của nó, thì đột nhiên nghe âm thanh ào ào phát ra từ trong bể. Cúi đầu nhìn, mặt nước vốn tĩnh lặng đột nhiên nổi sóng. Diệp Thiếu Dương vội vàng dán một lá bùa lên mặt của cương thi, sau đó đứng ở trên bệ xi măng cúi người nhìn xuống ao nước. Nước giữa cái bể bỗng hình thành một cái lốc, thành một cái xoáy lốc, hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thiếu Dương. Chăm chú quan sát thì thấy giữa cái xoáy này mơ hồ lơ lửng một mớ tóc. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt muốn nhìn rõ hơn, đột nhiên bùm một tiếng, từ trong nước vươn ra hai cánh tay, túm lấy hai chân của hắn, dùng sức lôi xuống phía dưới. Trúng kế, Diệp Thiếu Dương té ngã ở trên bệ xi măng. Trong lúc tình thế cấp bách, hai tay cố sức bám vào cạnh của cái bệ, nhưng cánh tay kia sức lực vô cùng lớn, chỉ mới vài giây hắn đã vô lực mà buông ra, hai chân bị kéo vào trong bể nước. Làn da vừa tiếp xúc với formalin lập tức bị phỏng. Diệp Thiếu Dương cũng không rảnh lo cái này, liên tục vung câu hồn tác lên trên bể nước, định quấn vào bệ giải phẫu đối diện. Kết quả đều đánh vào trên nền đất, không quấn được vào cái gì, cả người vẫn tiếp tục bị lôi vào trong bể. Đúng là họa vô đơn chí, mấy con cương thi đang trôi nổi trong nước lúc này đã sống lại cả đám, cố bơi về phía hắn. Bởi vì hai chân bị tóm chặt, Diệp Thiếu Dương không thể dùng chân. Nếu như mà bọn chúng cùng xông tới, căn bản là không cách nào phản kích. Đến lúc đó, không phải là chết đuối hay bỏng chết thì cũng sẽ bị lũ cương thi này xé nát. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, câu hồn tác trong tay đột nhiên căng ra, ngẩng đầu thấy Tạ Vũ Tình đang nắm chặt đầu kia của câu hồn tác, chạy nhanh buộc vào một bệ trên của bệ giải phẫu. Bốn chân bệ giải phẫu được chôn chặt xuống đất vô cùng rắn chắc. Sau khi buộc xong câu hồn tác, Tạ Vũ Tình một bước nhảy lên bệ xi măng, quyết đoán túm tay về phía ở sau Diệp Thiếu Dương. Kết quả do khẩn trương chỉ túm trúng một bàn tay, nó lập tức buông một chân Diệp Thiếu Dương rụt trở về, cánh tay còn lại vẫn tiếp tục tóm chân Diệp Thiếu Dương, kéo hắn xuống nước. Diệp Thiếu Dương một chân chấm lên mặt đất, cuối cùng cũng giằng người đứng lại, một tay nắm chặt câu hồn tác cố giữ chặt, tay kia rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm từ sau lưng, một kiếm bổ thẳng xuống cánh tay đang giữ chân mình. Long Tuyển giết địch, bảo kiếm theo tiếng mà bổ xuống, nhẹ nhàng chặt đứt cổ tay kia. Đúng lúc này có hai con cương thi bơi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, định vồ lên đầu hắn. Những tiếng bang bang vang lên, Tạ Vũ Tình bắn hai phát đem hai con cương thi bắn rơi xuống nước, nhìn Diệp Thiếu Dương hô lớn: "Lên, nhanh lên!" Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy dựng lên,
bỗng nhiên hắn cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại từ phía sau mình đánh úp. Không cần phải nói, khẳng định là con cương thi vừa bị mình chặt đứt một bàn tay. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, không ngờ tên gia hỏa này sau khi bị thương lại có thể lập tức phản công, tu vi quả thực là không có thấp. Nếu ở trên đất bằng, hắn không chút do dự mà xoay người phản kích, nhưng hiện tại nửa thân người còn đang chìm trong nước, bị sóng nước xô đẩy, trọng tâm không thể trụ vững, căn bản không cách nào dùng toàn lực. Hơn nữa, ở bên người còn có cương thi vây quanh, đặc biệt là một con đối diện, vừa lúc ngăn trở đường đi, hai tay vươn ra nhào về phía hắn. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương né công kích, kết thủ ấn, đánh vào mặt con cương thi đối diện, dùng pháp lực hút chặt lấy nó, sau đó thuận thế lôi kéo. Dưới tác dụng của lực phản lại, thân thể bất ngờ vọt về phía trước, sau đó buông tay làm cho con cương thi bị hất về phía sau. Cỗ lực lượng kia lập tức đánh lên người cương thi, bùng nổ mạnh, trực tiếp đem nó chấn vỡ thành một đống huyết nhục. Còn có lực bùng phát mạnh mẽ đẩy Diệp Thiếu Dương lên bệ xi măng, chật vật nằm trên mặt đất. Hắn vội vàng lảo đảo bò dậy lên, quay đầu nhìn, thấy bệ xi măng vương vãi toàn là thi huyết và thịt nát. Còn gia hỏa truy kích mình thì bùng một tiếng rơi vào trong nước. Diệp Thiếu Dương chỉ thoáng nhìn được một mảng nước màu đỏ, lập tức không thấy tăm hơi đâu. Không khỏi cả giận mà mắng. Con mẹ nó, không ngờ bọn này lợi hại như vậy, suýt chút nữa là đi mua quan tài rồi. Này, người có làm sao không? Tạ Vũ Tình vọt đến trước mặt hắn quan tâm hỏi. Bị nước thuốc làm cho hơi bỏng một chút, nhưng không nghiêm trọng. Tạ Vũ Tình nghe vậy, tạm yên lòng. Vừa rồi, ta nhìn thấy vật gì đó, toàn thân đỏ bừng, có hình dáng con người, là cái gì vậy? Chương 644, huyết thi lột da. Hình người, toàn thân đỏ bừng. Không đợi Diệp Thiếu Dương nghĩ tiếp, Tạ Vũ Tình chỉ vào cẳng chân của hắn kinh hãi kêu lên. Kìa, tay của nó còn bám trên chân của ngươi kìa. Diệp Thiếu Dương dùng hết sức mới gỡ được bàn tay ra khỏi chân mình, đưa lên trước mặt nhìn thì chấn động. Bàn tay có 7 ngón, toàn bộ bàn tay không có da, mạch máu màu tím phủ lên cơ bắp, giống như những con giun bám trên bề mặt, nhìn thật ghê tởm không nói lên lời. Bàn tay rất giống bàn tay người, chỉ là hai bên ngón giữa có thêm một ngón. Hơn nữa, móng tay vừa dài vừa sắc, giống như là dã thú vậy. Cái này là cái gì? Tạ Vũ Tình giật mình hỏi. Diệp Thiếu Dương không trả lời, quan sát mặt vết cắt trên cánh tay, thấy máu chảy ra có màu xanh biếc, dùng tay dính một chút, đưa lên miệng nếm thử. Khiếp, ăn ngon lắm à. Ngon, thử đi. Diệp Thiếu Dương phun ra một bãi nước miếng trên mặt đất, trầm giọng. Là thi huyết, tôi đã biết nó là cái gì. Nó chính là huyết thi lột da. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. Đây là một loại huyết thi, nhưng được dùng một phương pháp cực kỳ tàn nhẫn để chế luyện. Cô đã bao giờ nghe qua truyền thuyết dùng thủy ngân lột da chưa? Người muốn nói là cắt hình chữ thập ở trên đầu, sau đó không ngừng rót thủy ngân vào để da tự tuột ra phải không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Trên thực tế, nếu dùng phương pháp lột da này, nhiều nhất cũng chỉ rót đến cổ, người này đã chết mất. Huyết thi lột da này bị người ta dùng một biện pháp khác, có thể hoàn toàn lột được da. Tìm một cái nồi to, đun chảy nhựa đường ở bên trong, sau đó rạch da ở hai khuỷu tay, cổ tay, gót chân, giống như người ta nấu ếch xanh á, cho vào trong nhựa đường, đem đun nóng. Một lát sau người bị đun sẽ không chịu nổi, cố gắng bò ra ngoài. Nhưng mà do cả người đều bị nhựa đường dính chặt, không thể bò ra. Chờ đến khi nhựa đường nóng chảy đến một độ nhất định, chỉ để lửa nhỏ tiếp tục đun. Cứ như vậy có thể đảm bảo nhựa đường không bị đọng lại, người trong đó cũng không có bị nướng chết, nhưng phải chịu đựng cảm giác thống khổ vô cùng, không ngừng dãy giụa cố bò ra ngoài. Bởi vì mấy chỗ bị rạch, da bị nhựa đường dính chặt, theo người đó không ngừng dùng sức dãy giụa, da thịt trên thân thể từng chút bị tách ra, là bị lột da sống đó. Tạ Vũ Tình nghe vậy, hai tay bịt miệng, hít một hơi sâu, trợn mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi. Người mà có sức mạnh đến nỗi như vậy, có thể tự lột da của mình á? Nếu như cô từng trải qua sự đau đớn đến cực độ, cô sẽ biết tiềm lực của con người lớn đến mức nào. Người trong lúc đói đến cuối cùng, biết rõ ăn vào sẽ chết, nhưng sẽ không quan tâm mà cho vào miệng ăn. Đó là một loại bản năng cầu sinh, khó có thể dùng lẽ thường mà giải thích. Tạ Vũ Tình ra sức gật đầu.
Nhưng vì sao phải làm mấy chuyện gây đau khổ cho người khác như vậy? Không lẽ chỉ đơn thuần là muốn trừng phạt người khác sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Dù có thâm thù đại hận cũng không cần phải làm như vậy. Pháp sư làm như thế này là để luyện chế huyết thi lột da. Sau khi người đó tự mình lột da thì còn chưa chết hẳn. Lúc này pháp sư sẽ bỏ thân thể bị lột da vào trong quan tài. Quan tài phần lớn làm từ gỗ du, ở bên trong rót đầy máu của 5 loại linh thú. Sau khi bỏ người đó vào, lập tức đậy lại, đào một cái hố một trượng ở dưới đất, chôn chặt. Thân thể người bị lột da sẽ không ngừng hấp thu máu của linh thú, ngấm từ từ vào cơ thể. Chờ đến lúc chết đi, máu trong thân thể sẽ bị thay đổi hoàn toàn bởi máu linh thú. Lúc sắp chết, tất cả những đau khổ khi còn sống sẽ sinh ra một luồng oán khí không thể hóa giải, lại phong kín trong quan tài, cho nên bị thi thể hấp thu toàn bộ, hóa thành cương thi. Do cương thi bị ngâm trong máu của linh thú nên gọi là huyết thi. Con này không biết đã dùng máu của linh thú nào, máu bất đồng, thời gian hấp thu cũng khác nhau, giống như là xà bát hồ cửu thập nhị hoàng á. Sau đó pháp sư vì để phòng ngừa cương thi phản lại mình, sẽ dùng pháp khí đóng lên đỉnh đầu của nó, tiêu diệt đi nhất hồn lục phách, chỉ trừ lại một sợi mệnh hồn dùng để cảm giác ngoại vật, duy trì hành động nhanh nhẹn cũng như là phản xạ. Bởi vậy nó không hề ngốc như lũ cương thi bình thường. Còn luyện ra được huyết thi lột da này có tu vi như thế nào thì phải xem chất liệu quan tài cùng với máu của linh thú nào. Nhưng dù chỉ là huyết thi lột da bình thường thì thực lực của nó cũng ngang ngửa với thi ma rồi. Vừa rồi nếu không phải là tôi dùng thất tinh long tuyển kiếm bất ngờ tập kích thì không dễ dàng để làm cho nó bị thương được đâu. Nói xong, Diệp Thiếu Dương nhìn về phía cái ao nước thuốc, trong lòng nảy sinh một hoài nghi. Nơi này là một cái ao để chứa formalin ngâm thi thể, không phải là cổ mộ cấm địa, tại sao lại có huyết thi lột da? Thì cái kia, ngươi xem qua một bàn tay, làm sao mà đoán nó là huyết thi lột da? Xem hai ngón tay này thì biết. Diệp Thiếu Dương cầm bàn tay kia lên. Đúng lúc này phía sau chuyển đến một chuỗi âm thanh bò sát. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại thì thấy một con cương thi toàn thân mọc lông trắng xuất hiện ở ngoài cửa phòng, đang ngồi xổm trên mặt đất như con cóc vậy, mặt bẹp rúm. Cũng chẳng biết là nó bị làm sao, bị thứ gì đánh nát. Cái miệng trông như một bông hoa cúc nở toét, ghé đến phía trước Bạch Hổ Thất Túc Trận, nhè nanh trợn mắt gầm rú về phía hai người Diệp Thiếu Dương. Bạch Mao cương thi rốt cuộc cũng xuất hiện. Bởi vì nó đã tu luyện thành thi ma, cho nên hai tay cùng hai chân của nó đều có thể co duỗi linh hoạt tự nhiên, thực sự rất khó đối phó. Bạch Mao cương thi này trên người mặc một bộ quan phục cổ đại, theo đúng tiêu chuẩn mà hay hóa trang ở trên phim. Chỉ có điều quan phục nhiều chỗ đã bị mài mòn, để lộ ra lớp lông trắng dài mốc meo. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương chú ý đến mắt của nó bị cắm một cây mộc kiếm màu đen, thì hiểu được thì ra mặt của nó bị pháp sư đánh nát. Bạch Mao cương thi đi quanh Bạch Hổ Thất Túc Trận mấy vòng, không tìm được cách vào bên trong, vì thế quỳ rạp trên mặt đất, nhìn về phía bảy cây nến, lạy lạy vài cái. Sau đó ngoác miệng đến tận mang tai, từ kẽ răng chảy ra dòng dòng chất dịch màu vàng, dí sát vào ngọn nến, dùng sức mà thổi. Một mùi tanh hôi thổi qua, ánh nến lay động nhưng không tắt. Nó muốn làm gì vậy? Tạ Vũ Tình run rẩy hỏi. Dùng thi khí thổi nến. Với tu vi của nó, trận pháp này chỉ có thể chặn nó chừng hơn 10 phút thôi. Diệp Thiếu Dương âm thầm nhíu mày. Bản thân cho rằng Bạch Hổ Thất Túc Trận bày ở đây có thể ngăn cản thi ma một lúc, dù trong phòng có nhiều cương thi đến mấy cũng không sợ. Nhưng đâu có nghĩ được trong này lại xuất hiện một con huyết thi lột da đang chờ mình. Nhìn quanh căn phòng, Diệp Thiếu Dương quyết định không thể để cho thi ma vào bên trong. Bằng không nếu như nó mà cùng với huyết thi lột da hình thành thế giáp công gọng kìm, còn mình phải bảo vệ Tạ Vũ Tình, căn bản là không có cách đối phó. Nếu như đánh nhau với nó bên ngoài thì không sao, nhưng nơi này chật hẹp, thi ma tốc độ lại mong lẹ, động tác nhanh nhẹn. Quan trọng nhất là nó có thể nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng u ám. Với hoàn cảnh ưu thế như vậy sẽ hoàn toàn bị động, mình sẽ bị động với nó. Cho nên biện pháp tốt nhất để giành chiến thắng chính là một kích phá địch. Cô đứng đây, đừng nhúc nhích, chờ tôi một lát. Diệp Thiếu Dương ném ba lô xuống đất, lấy từ bên trong ra một cái chén nhỏ, mở một lọ thuần tịnh thủy, đổ đầy nửa chén. Sau đó cho một ít chu sa, bí ngân, hùng hoàng hòa lẫn với pháp dược cùng nguyên liệu pháp thuật.
tiếp đó cắt ngón giữa, nhỏ một ít máu vào trong chén. Chương 645: Hóa thi hoàn. Tạ Vũ Tình thấy hắn đang chuẩn bị gì đó, nhíu mày. Ngươi làm gì vậy? Làm tứ huyết hóa thi hoàn, lấy máu của bốn loại dã thú trộn với nhau rồi luyện hóa đọng lại. Diệp Tiêu Dương nói, châm lửa đốt một lá phù hỏa đốt xuống dưới cái chén. Máu của bốn loại dã thú, nãy chỉ thấy ngươi bỏ vào một loại. Nhảm vừa thôi. Diệp Tiêu Dương chừng mắt liếc Tạ Vũ Tình, hiện tại tìm đâu ra máu bốn loại thú, đành phải dùng máu của thiên sư thay thế. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn con bạch mao cương thi vẫn đang quỳ rạp ở trên mặt đất, đang không ngừng thổi nến. Mới đó mà đã thổi tắt một cây, cây thứ hai cũng chỉ còn lấp lóe lửa, sắp tắt đến nơi. Không tốt rồi. Tạ Vũ Tình chụp một cái lên vai Diệp Thiếu Dương, ngón tay chỉ về phía ao nước. Một con cương thi đang bám vào thành bể bò lên, sau đó là con thứ hai, thứ ba, một đám đều là tiêu bản của những xác chết dùng trong thí nghiệm giải phẫu, hiện tại đã hóa thành xác không hồn. Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm đoán được chúng nó sẽ lên, bởi vì lúc nãy đám này đã thức tỉnh, nhưng không biết vì sao đến bây giờ mới bò lên. Vội vàng nói với Tạ Vũ Tình, bây giờ tôi không thể dừng lại, bằng không sẽ gián đoạn mà thất bại, cô giúp tôi đối phó với chúng nó. Ta đối phó như thế nào? Tạ Vũ Tình thấy nhiều cương thi như vậy thì có chút hoảng sợ. Dùng súng chu sa của cô mà bắn, chúng nó đều là cương thi cấp thấp, rất dễ đối phó. Cô quên lần trước đánh Phùng Tâm Vũ đối phó với cương thi như thế nào à? Diệp Thiếu Dương vừa luyện dược vừa nói, trong ba lô của tôi có hai cây bao gạo nếp, cô lấy luôn đi, còn diệt linh đinh nữa, cứ linh hoạt mà sử dụng, cố mà làm đi. Tạ Vũ Tình làm theo lời hắn, lấy mấy thứ đó ra, hít sâu một hơi, rút súng bắn về phía bọn cương thi. Bởi vì khoảng cách khá xa, một phát súng căn bản không giết được chúng nó, bắn vài phát mới có thể bắn chu sa vào trong đầu của cương thi. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy khá an tâm, bởi vì giữa thành bể và vách tường hình thành một lối đi nhỏ độ 3 mét. Cương thi cũng không phải quỷ, không thể xuyên tường, cho nên đành phải xếp hàng đi qua lối nhỏ này, khiến cho Tạ Vũ Tình bình tĩnh bắn hạ từng con. Gặp bệ xi măng chặn ngang, lại có gạo nếp dài xung quanh, chúng không dám tiến tới. Tạ Vũ Tình nhanh chóng nhập tâm chiến đấu, thấy bên này một lũ cương thi đang dần dần áp sát, liền nghĩ ra biện pháp, mở một bao gạo nếp rắc đầy xuống đường. Chúng nó phải đi tới, muốn đến chỗ cô thì nhất định phải qua lối này. Cương thi dẫm phải gạo nếp, hai chân lập tức bị thiêu đến bốc khói, động tác cũng chậm dần. Tạ Vũ Tình một hơi tiêu diệt hơn 12 con, sau đó nhìn về phía chúng nó, thấy có vô số cương thi đang không ngừng bò từ trong bể ra ngoài. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, thì ra mấy con cương thi này chỉ là trôi nổi trên bề mặt, chỉ là một phần nhỏ, ở dưới nước còn rất nhiều. Ta sắp hết đạn rồi, người thế nào rồi? Tạ Vũ Tình la lên. Nhanh thôi, cố mà cầm cự thêm một chút. Diệp Thiếu Dương một tay dùng phù hỏa đốt dưới đáy chén, một tay không ngừng xoay xoay cái chén chất lỏng màu đỏ ở bên trong đã cô đọng lại gần giống như óc đậu phụ, còn thiếu một chút. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn ở ngoài cửa, bạch mao cương thi đã thổi tắt 6 ngọn nến, chỉ còn một ngọn duy nhất cuối cùng. Mồ hôi lạnh từ thái dương của Diệp Thiếu Dương chảy xuống, tình huống trước mắt vô cùng không lạc quan, chính mình cùng bạch mao kia đang đùa nhau về thời gian. Phù một tiếng, bạch mao cương thi thổi mạnh một hơi, ngọn nến cuối cùng phụt tắt. Bạch mao giống lên một tiếng, hai tay túm lấy tơ hồng quấn quanh thân nến, dùng sức kéo mạnh đánh bay mấy cây nến rồi vọt vào bên trong phòng. Diệp Thiếu Dương lập tức bay tới, dùng chân đá vào cánh cửa, cửa đóng sập lại. Kết quả bạch mao cương thi dùng sức va chạm, cửa gỗ dập nát. Hai tay của bạch mao cương thi bám vào khung cửa, há mồm phun ra một cỗ thi độc xanh biếc về phía Diệp Thiếu Dương. Thiên địa hư hóa kính. Diệp Thiếu Dương một tay cầm chén, tay kia đánh ra một đạo linh phù, duỗi tay huy động ở trên không, biến hóa pháp ấn, hình thành một đạo kết giới vô hình ngăn cản thi độc. Bạch mao cương thi một trường đánh tới, đem kết giới chấn vỡ, tiếp tục lao tới đánh bạch mao. Chất lỏng trong chén vẫn chưa hoàn toàn cô đọng, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể một tay cầm chén, xoay người bỏ chạy, liền không ngừng hà hơi liên tục vào trong chén. Căn phòng chỉ có bao nhiêu vậy, Diệp Thiếu Dương cũng chẳng có cách nào, đành phải nhảy lên bệ xi măng, chạy vòng quanh bốn phía. Bạch mao cương thi cũng chạy quanh cái ao chứa xác mà truy bắt hắn.
chạy đến bên cạnh mấy con cương thi bình thường. Diệp Thiếu Dương lọt vào thế vây công, vội thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ đạp lên người của cương thi. Đến lúc nó lồm cồm bò dậy thì hắn đã vọt lên trên bệ xi măng. Bạch Mao cương thi ở phía sau cũng chạy tới đối với mấy con cương thi đang chặn đường. Bạch Mao cương thi tỏ ra vô cùng tàn bạo, không niệm chút tình đồng loại, tóm lấy một con trước mặt, hai tay dùng lực một chút xé toạc thành hai nửa, ném văng ra, sau đó tiếp tục lao tới đánh bật mấy tên gia hỏa cản đường. Nhưng chạy tới trước cái bệ thì Diệp Thiếu Dương đã đi phòng vòng sang đối diện, quay đầu nhìn nó mà cười hình hạch. Bạch Mao cương thi tiếp tục chạy vòng đuổi theo, Diệp Thiếu Dương vẫn ôm chén tiếp tục chạy. Cứ thế vài vòng, nó không đuổi theo hắn nữa, ngược lại bị hắn dẫn dụ giết không ít cương thi. Tả Vô Tình đã lui ra ngoài cửa từ lâu, giao lại chiến trường cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Bạch Mao không kịp đuổi mình, tức đến hộc máu, lấy bọn cương thi kia mà xả giận. Bộ dáng của nó rất buồn cười. Cúi đầu kiểm tra trong chén thì thấy chất lỏng đã hoàn toàn cô đọng, vì thế đứng lại dùng ngón tay lấy một chút đặt ở trong lòng bàn tay mà trà sát thành một viên thuốc hình cầu, sau đó dùng lá phủ bao lại, nhổ xuống mấy sợi tóc của mình bọc lấy linh phủ. Cẩn thận! Tạ Vũ Tình hét lên kinh hãi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Bạch Mao cương thi, lần này dĩ nhiên nó đã thông minh hơn, không hề chạy vòng truy bắt hắn nữa mà từ bên kia ao nhảy vọt sang bên này, gần như đã tới sát mặt. Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, lập tức vung tay đánh ra 8 đồng tiền ngũ đế, hình thành phương vị bát quái, linh quang lóe lên đánh thẳng vào mặt của Bạch Mao cương thi. Bạch Mao cương thi hét lên, vung tay mà quét ngang qua, trong nháy mắt đã đánh bay 8 đồng tiền, rơi xuống bệ xi măng trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tay trái cầm hóa thi hoàn, tay phải rút thất tinh long tuyển kiếm xông đến phản kích. Thất tinh long tuyển kiếm tuy là đạo môn chí bảo, nhưng Bạch Mao cương thi lại có tu vi mấy trăm năm, nó cũng không phải dạng vừa, vung tay lên không ngừng tấn công. Thi khí màu đen từ trên cánh tay toát ra chống lại linh lực của long tuyển kiếm. Diệp Thiếu Dương vừa đánh, vừa lui, vừa tìm kiếm sơ hở. Long tuyển kiếm bỗng nhiên phát lực, xuyên thấu thi khí chém vào vai của Bạch Mao khảm thật sâu. Còn cương thi há to miệng giống lên một tiếng thảm thiết. Diệp Thiếu Dương nâng tay trái, định nhân cơ hội này nhét hóa thi hoàn vào trong miệng nó. Không ngờ Bạch Mao cương thi vô cùng hung hãn, mạo hiểm chịu đau, hai tay đột nhiên túm lên thất tinh long tuyển kiếm, lùi về phía sau, khiến cho Diệp Thiếu Dương lảo đảo. Trong lúc tình thế cấp bách, hắn cắn đầu lưỡi phun một búng máu lên hai tay của Bạch Mao, một luồng hắc khí bốc lên. Chương 646: Thi ma đại chiến huyết thi lột ra. Tạo hóa vô cực, ngũ tâm kích thạch. Diệp Thiếu Dương tay phải nắm chặt thất tinh long tuyển kiếm, tay trái năm ngón khép lại vẽ ra vô cực ấn, một chưởng đánh vào ngực của Bạch Mao cương thi. Nó lảo đảo lui về phía sau, rơi xuống bể nước. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng của Bạch Mao cương thi dãy rủa trong nước thuốc formalin, nghĩ thầm thật là khác nghề như khác núi, thi ma cũng không phải là thủy thi, giống như vịt lên trên cạn. Sau khi rơi xuống nước thì không làm gì được. Nhìn thấy Bạch Mao cương thi đang cố bám vào thành bể, ý đồ bò lên trên, Diệp Thiếu Dương giơ lên thất tinh long tuyển kiếm, nhân cơ hội chém chết nó. Bạch Mao cương thi tuy không có chỉ số thông minh, nhưng bản năng cũng ý thức được nguy hiểm, hai tay chống vào thành bể nhảy dựng lên. Long tuyển nhất động, quỷ thần kinh. Long tuyển kiếm lóe lên, đâm đến trước mặt của Bạch Mao. Nhát kiếm này là do Diệp Thiếu Dương phán đoán tình huống nhảy của nó, vốn tưởng một đòn sẽ trúng, kết quả lại thất thủ. Thân thể của Bạch Mao cương thi đang bay lên phía trên lại đột nhiên trầm xuống. Không thể nào, làm sao thi ma này lại học được chiêu thức trầm mình xuống như vậy? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cái bóng màu đỏ đang túm lên hai chân của Bạch Mao cương thi, bị mang theo từ trong nước ra ngoài. Một bàn tay vẫn nắm chặt chân của Bạch Mao cương thi không chịu buông, kết quả cả hai đều ngã trên bệ xi măng. Bạch Mao cương thi bị tập kích từ phía sau, vội vàng xoay người lại, cắn một miếng vào bả vai kẻ đánh lén. Đối phương cũng không hề yếu thế, cắn ngược lại nó, dùng cánh tay duy nhất cào xé Bạch Mao cương thi. Cả hai lao vào nhau mà cắn mà xé. Đến lúc này, Diệp Thiếu Dương mới thấy rõ bóng người màu đỏ là con huyết thi lột ra. Trong đầu lập tức có chút choáng váng nhìn cảnh này, ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Một con Bạch Mao cương thi cùng một con huyết thi lột da đang chiến đấu. Rốt cuộc là có chuyện gì mà thành như vậy? Hay là đấu tranh nội bộ? Kìa, cẩn thận!
Tả Vũ Tình kêu to, sau đó bắn ra hai phát súng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, một con cương thi đỉnh đầu bị bắn nát, thi huyết và dịch não theo miệng vết thương cùng thất khiếu chảy ra ròng ròng, ngã gục xuống đất. Nhưng phía sau có mấy con cương thi nữa cũng đang lao tới. Thì ra mấy con cương thi còn chưa có bị Bạch Mao giết chết, còn hai con thiếu tay thiếu chân bò trên mặt đất lổm ngà lổm ngổm. Diệp Thiếu Dương có bảo kiếm trong tay, đối phó với mấy con tiểu lâu la này dễ dàng như trở bàn tay vậy. Tiến lên nhẹ nhàng hạ mấy kiếm xử lý chúng nó. Xoay người lại thì thấy được một cảnh kinh khủng. Hai con cương thi tu vi thâm hậu đều bị trọng thương, một con bụng bị xé toạc, một con cổ lệch sang một bên, trên thân thể nhuốm đầy thi huyết, nội tạng và dịch nhầy cùng với thi độc chảy ra tùm lum tà la, nhưng vẫn còn đang cắn xé lẫn nhau. Trường hợp này không thể dùng máu me và ghê tởm để hình dung. Một cơ hội tốt như vậy thì còn chờ cái gì? Diệp Thiếu Dương lập tức xông lên, suy tính một lát, vung thất tinh long tuyển kiếm đâm về phía thi ma. Thi ma lúc này mới nhớ ra còn có một đối thủ lợi hại là Diệp Thiếu Dương, cảm nhận được nguy cơ ngẩng đầu lên. Vì thân thể của nó bị huyết thi lột da ôm chặt, hoàn toàn không thể động đậy, đành phải phun một ngụm thi khí về phía Diệp Thiếu Dương, hình thành một đạo kết giới bằng sóng khí muốn ngăn cản đòn công kích. Kết quả, thất tinh long tuyển kiếm rung động, tận diệt hết thi khí, một kiếm đâm vào thẳng đỉnh đầu của nó. Một cỗ thi huyết phọt ra, dính lên thân kiếm, lập tức tạo thành bọt khí như là nấu nước sôi, bốc hơi thành từng luồng hắc khí. Thân thể to lớn của thi ma giống như bị xì hơi, trở nên mềm xuống, hoàn toàn bị khóa trụ, cũng không thể dãy giụa hấp hối, mà chỉ run lên một hồi rồi mềm oặt ngã vào trong lồng ngực của huyết thi lột ra. Huyết thi lột ra đẩy nó ra, quay sang Diệp Thiếu Dương mà đánh tới. Bây giờ mình nghĩ đến ta, chậm rồi. Diệp Thiếu Dương đã sớm căn chuẩn thời cơ, xoay người tránh được tay của huyết thi, tay trái trụm lại thành hình mắt phượng, dùng sức bổ vào tử quy huyệt ở dưới cằm của nó. Miệng của huyết thi lột ra bị bắt há ra, Diệp Thiếu Dương thừa cơ hội dùng ngón tay bắn ra, đem hóa thi hoàn vào trong miệng của nó. Cái này vốn là chuẩn bị cho thi ma, nhưng vì ngươi giúp ta giết chết thi ma, không có gì báo đáp, ta thưởng cho nhà ngươi đó. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, đem hai lá linh phủ giao nhau thành chữ thập, dán lên miệng của huyết thi. Tay phải rút thái ớt phất trần, dính một chút nước miếng của mình vào đuôi phất trần, khua tay vẽ lên hai lá phủ, họa thành định thi phủ. Đối phó với cương thi cấp bậc này, một lá định thi phủ căn bản không vây được nó, phải dùng đến hai lá. Huyết thi lột ra cảm nhận được nguy cơ, không hề công kích Diệp Thiếu Dương, vươn tay không bị chém, vươn lên miệng của mình. Nhưng vừa đụng đến linh phủ thì lập tức bị một đạo thần quang đánh văng tay. Diệp Thiếu Dương lui về phía sau một bước, tay kết ấn, nhìn thẳng vào huyết thi, miệng niệm chú. Thái thượng tam thanh, ứng biến bất hoặc, trừ bản tà ma, tứ huyết toàn phá, cấp cấp như luật lệnh. Oanh một tiếng, từ trong cổ họng của huyết thi phát ra tiếng nổ như là lựu đạn nổ mạnh. Huyết thi lột ra điên cuồng nôn ra, muốn phá linh phủ, nhưng phun ra một đống lớn huyết nhục cùng dịch nhầy. Sau đó một bàn tay run rẩy đút vào miệng, muốn móc ra thứ gì. Kết quả tay càng cắm vào sâu, duỗi đến tận trong bụng, dùng sức rút ra một mảng máu đen cùng với một đống nội tạng màu sắc rực rỡ. Sau đó huyết thi lột ra toàn thân lảo đảo lắc lư rồi ngã xuống đất bất động. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhìn hai con cương thi to lớn đang nằm trên mặt đất, dở khóc dở cười, lắc đầu. Nếu hôm nay hai gia hỏa này mà lên thủ đối phó chúng ta, không tự giết hại lẫn nhau, có lẽ tôi với cô khả năng không ra được khỏi đây. Tạ Vô Tình cảm khái gật đầu. Bây giờ ta mới biết cương thi nó thật là ngu ngốc, lại còn tự giết hại lẫn nhau. Ai nói với cô là cương thi giết hại lẫn nhau? Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ vào đám cương thi lông xám ở trên mặt đất. Bọn chúng vẫn luôn ở trong ao, vì sao không tàn sát lẫn nhau? Vì sao mà huyết thi lột ra chỉ giết thi ma mà không giết bọn chúng? Tạ Vô Tình ngẩn người lẩm bẩm. Đúng vậy, sao lại như thế? Diệp Thiếu Dương chỉ vào con huyết thi lột ra. Gia hỏa này là vương giả ở thi sao? Lũ cương thi cấp thấp là tiểu đệ của chúng nó, lão đại đương nhiên sẽ không giết tiểu đệ. Cái này giống như là động vật đó, một núi không thể chứa hai hổ. Cương thi cũng có ý thức về lãnh địa, một khi có cương thi ngoại lai có cùng đẳng cấp xâm nhập vào lãnh địa của mình, nó nhất định đại chiến một phen. Tạ Vũ Tình giật mình nhíu mày. Ý của ngươi là hai con cương thi này không phải là cùng một team, nhưng bọn chúng đều sinh hoạt trong một tòa nhà cơ mà. Lúc đầu tôi cũng cho rằng chúng đến từ một cái thi sào, nhưng cô nghĩ mà xem, lúc chúng ta đi vào đây, cửa phòng giải phẫu vẫn khóa,
Nếu thi ma kia thật sự thuộc về nơi này, căn bản là cửa sẽ không khóa lại, bởi vì thi ma ra vào trong phòng cũng không có khóa rồi mở cửa đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình, thi ma này rõ ràng là theo đuôi chúng ta vào đây, kết quả bị huyết thi lột ra coi là kẻ xâm phạm, cho nên chiến đấu với nhau, đơn giản là như vậy đó. Chương 647, Bát Cực Môn. Tạ Vũ Tình giật mình, ở cùng một tòa nhà sao lại có đến hai đám cương thi, thật không tưởng tượng nổi. Sự việc chúng ta vừa mới trải qua vốn dĩ là không theo lẽ thường rồi. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên bệ xi măng, có chút không yên tâm mà nhìn xuống nước ao. Tôi cũng không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên lại là một cái thi sao. Lai lịch của thi ma thì tôi không biết, nhưng con huyết thi lột da này nhất định là đến từ cổ mộ. Hắn đi đến bên cạnh Tạ Vũ Tình, cúi xuống nhặt bàn tay bị chặt đứt từ dưới đất lên, chỉ vào hai ngón thừa ra trên bàn tay. Lúc trước không phải cô đã hỏi tôi sao chỉ cần xem bàn tay nó mà có thể đoán ra được đối phương là huyết thi lột da? Đáp án là nằm ở ngón tay của nó. Huyết thi lột da mỗi khi tu luyện được 300 năm sẽ mọc thêm một ngón tay. Con này mọc ra hai ngón, chứng tỏ đã có 600 năm tu vi. Trừ bỏ huyết thi lột da, các loại cương thi khác đều không có đặc điểm này, cho nên liếc một cái là nhận ra ngay. Hơn nữa con huyết thi lột da này tuy rằng rất hung hãn hơn rất nhiều so với cương thi, nhưng lại không có một chút thông minh nào. Bằng không nó sẽ không buông tha chúng ta mà liều mạng đấu với thi ma. Hơn nữa cương thi không thể ẩn hình, cho nên nếu như pháp sư muốn sử dụng tà thuật để luyện hóa cho một con mình sai sử, cũng hiếm khi lựa chọn huyết thi lột da, thà cứ trực tiếp nuôi dưỡng tiểu quỷ còn tiện dụng hơn nhiều. Huyết thi lột da này chỉ có thể tìm thấy ở cổ mộ. Vương công quý tộc thời xưa sau khi hạ táng, để phòng ngừa trộm mộ sẽ tìm pháp sư luyện chế ra đồng tử túc trực ở bên linh cữu. Huyết thi lột da này vì thế được làm ra là để thủ mộ. Chúng nó cực kỳ mẫn cảm đối với hơi thở của người sống, ngửi được nhân khí lập tức lao vào cắn xé, không chết không ngừng. Hơn nữa gia hỏa này có đến 600 năm tu vi, nhất định là đến từ cổ mộ rồi. Sau khi Tạ Vũ Tình nghe Diệp Thiếu Dương giải thích tỉ mỉ, lông mày nhăn chặt. Cương thi từ cổ mộ làm sao mà chạy đến đây? Ai mà biết được. Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh hài cốt của thi ma, cẩn thận kéo ra đống quần áo ở trên người nó một lượt, rồi nói: người này lúc còn sống hẳn là người ở Minh Triều. Tạ Vũ Tình liền hỏi: làm sao mà ngươi biết được? Thì căn cứ vào y phục của nó đây này. Pháp sư phán đoán tuổi tác của cương thi đầu tiên là chính vào dựa trên quần áo, trang phục quan lại của các triều đại đều phải nhận biết. Đây là kiến thức cơ bản. Nói xong, lật thi ma lại chính diện, nhìn mộc kiếm màu đen đang cắm trên mặt nó. Rút ra xem thì là một canh thanh kiếm gỗ cùng kích thước với đảo mộc kiếm, toàn thân màu đen. Hắc mộc đàn kiếm là thứ tốt. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, tìm một tờ khăn giấy lau khô mộc kiếm, thấy trên mặt có khắc bốn chữ Bát Cực Độ Pháp, trong lòng bừng tỉnh. Thì ra là thế. Nếu như thanh kiếm này của Lý Hiểu Cường, chứng minh hắn là người của Bát Cực Môn. Bát Cực Môn là đạo sĩ à? Còn phải nói, Bát Cực Môn chính thống đương nhiên là một nhánh trong đạo gia. Chỉ là sau khi trải qua bao cuộc chiến loạn, Bát Cực Môn tan rã rồi dần dần biến mất. Nhưng rất nhiều võ học cũng như pháp thuật của Bát Cực Môn đã được lưu truyền trong nhân gian. Rất nhiều tán tu nhân gian lập môn phái, tự xưng là phân nhánh của Bát Cực Môn. Cho nên trong thế giới pháp thuật có câu nói: Thiền tông nhiều như cầu, Bát Cực ở khắp nơi. Là cách làm phép của Bát Cực Môn có một đặc điểm, chính là không dùng đào mộc kiếm để diệt thi, mà dùng kiếm làm bằng gỗ đàn. Đặc biệt là loại hắc mộc đàn này, linh lực cũng tương tự, chỉ là thuộc tính thì bất đồng, phương thức làm phép cũng không có giống nhau. Tạ Vũ Tình nghe như vậy thì giống như là lọt vào một màn sương mù. Thôi thôi, đừng phổ cập kiến thức cho ta, đừng quên mục đích chúng ta tới đây làm gì, mau mau tìm xem notebook ở đâu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đứng dậy, tính toán đi qua bên kia, qua một đám cương thi cấp thấp đang nằm ở một đống kia tìm ở trên y phục của bọn chúng, xem nó có cất hay không. Ánh mắt đảo qua thi hài của huyết thi lột da, đột nhiên nghĩ đến, toàn thân huyết thi lột da không phải là đỏ bừng hay sao? Lý Hiểu Cường nói là cương thi màu đỏ, chứ không nói là chỗ nào màu đỏ, có khả năng là muốn ám chỉ thân thể của nó. Lập tức xoay người đi tới chân của huyết thi lột da, dùng đàn mộc kiếm mà lau đi thi huyết trên người của nó. Vốn chỉ định kiểm tra xem có ký hiệu gì hay không, kết quả ánh mắt vừa lướt qua, từ trong đống nội tạng
của nó tự tay moi ra một vật màu đen, trong lòng khẽ động, dùng đàn mộc kiếm đẩy hết mớ ruột lòng cùng với xương cốt bày nhảy qua một bên, liền lộ ra một vật được bao lại bởi một cái túi ni lông không thấm nước. Nhìn kỹ lại thì ở trên khắc một ít đạo văn dùng để phòng ngừa túi ni lông bị thuy thủy ăn mòn. Diệp Thiếu Dương tâm tình kích động, cũng rảnh để ý đến dơ bẩn, dùng tay mở túi ni lông, cẩn thận lấy từ bên trong một cái đồ được bao lại bởi một tấm lụa hồng. Mở ra thì là một quyển notebook có bìa nhựa màu xanh, là loại sổ cũ từ những năm 80, thường được dùng làm sổ ghi chép công tác. Diệp Thiếu Dương cùng với Tạ Vũ Tình hưng phấn liếc mắt nhìn nhau, tùy tay mở ra một trang, thấy trên mặt của notebook tràn ngập những chữ viết, còn có một số đồ hình. Nhìn lướt qua thì thấy có liên quan đến ngũ hành bát quái, liền biết là mình không có tìm sai, cũng không xem nhiều, nhanh chóng nhét vào túi. Một lần nữa đứng trên thành bể, Diệp Thiếu Dương nhìn vào trong nước, chờ mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng, lấy từ ba lô ra một bao gạo nếp, rải vào trong nước một ít, sau đó cúi người quan sát mặt nước một hồi, nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhảy xuống bên trong rồi nói: bên trong không còn cương thi. Tạ Vũ Tình buồn bực: làm sao mà ngươi biết được? Cương thi ghét nhất là gạo nếp, mới vừa rồi ta có rải một ít gạo nếp vào, tuy không thể làm cương thi bị thương, nhưng nếu ở dưới còn cương thi, ngửi được mùi gạo nếp, ít nhất sẽ cựa quậy thân mình. Ta nhìn nửa ngày, mặt nước không hề nhúc nhích, chứng tỏ là không còn cương thi. Chúng ta đi thôi. Nói xong, quay người đến cửa phòng nghỉ. Tạ Vũ Tình nhìn thấy trước mặt một đống cương thi, vội đuổi theo: đám này làm sao bây giờ? Đợi lát nữa gọi điện thoại, nhờ Quách sư huynh tới nơi xử lý. Nơi này thi khí quá nặng, nếu như không làm pháp sự, chỉ sợ sẽ lại hình thành ra thi xào, là tai họa ngầm á. Lúc đi qua cửa phòng, Diệp Thiếu Dương cúi người kiểm tra qua đống gỗ vụn, tìm được khóa cửa, xem xét một hồi, chỉ là chiếc khóa bình thường. Suy nghĩ một hồi rồi nói: giờ thì tôi hiểu, con thi ma này rất có thể bị thi khí trong phòng hấp dẫn, muốn vào tu luyện, nhưng phát hiện có huyết thi lột ra bên trong, vẫn không dám vào. Đương nhiên cũng có thể là do nguyên nhân khác. Lúc Lý Hiểu Cường đến đây gặp thi ma, dùng đàn bộc kiếm đánh thương nó, xua nó rời đi, sau đó mở khóa cửa, hắn đã dùng bế khí thuật hoặc pháp khí gì đó giấu đi dương khí của mình, thừa dịp huyết thi lột ra đang ngủ đông, đem notebook nhét vào trong bụng nó. Lý Hiểu Cường có thể đã đánh lui thi ma, chứng tỏ là tu vi của hắn không yếu, nhưng chưa chắc đã đủ mạnh. Nếu đổi là tôi, một mình gặp phải thi ma thì không thể nào có chuyện sau khi đánh trọng thương nó còn để cho nó có cơ hội bỏ chạy. Gớm, mèo khen mèo dài đuôi. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng: đúng rồi, suy luận này của cô có chút không hợp lý. Khi chúng ta tới cửa phòng bị khóa, nếu như lúc trước Lý Hiểu Cường đã đến đây thì hắn đi vào như thế nào đây? Chương 648, đống súng. Tôi cũng đã sớm nghĩ tới có thể là hắn tìm được chìa khóa, mở cửa đi vào. Sau khi quay ra khóa kỹ, với thân phận cán bộ hộ học sinh của hắn, có khả năng hoàn toàn làm được việc này. Cũng có một loại khả năng là hắn phá cửa hoặc cậy khóa mà vào. Sau khi đi khỏi có người phát hiện cửa phòng bị phá thì mới tu sửa. Có người? Vậy ngươi muốn nói là trong trường hợp là người trong trường sao? Vẻ mặt của Tạ Vũ Tình trở nên ngưng trọng. Diệp Thiếu Dương thở dài: trong tòa nhà dĩ nhiên là tồn tại thi sao, hơn nữa cửa còn bị khóa. Cô cảm thấy nhà trường có thể làm mà sao mà không biết chuyện sao? Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu: may mà ta đã tìm được ghi hình một bộ phận, quay về có thể chất vấn hiệu trưởng, khiến cho lão không còn cách nào mà chống chế. Từ trong khu giải phẫu đi ra, hai người một lần nữa quay đầu đi vào một gian phòng sáng sủa. Diệp Thiếu Dương xốc ống quần ướt đẫm nhìn xuống dưới, thấy da của mình bị sưng đỏ, nổi lên rất nhiều vết phồng rộp, rồi lại bị huyết thi lột da túm chặt cổ chân để lại vài vết thương. Tạ Vũ Tình cả kinh: Người thế nào rồi? Có ổn không? Đang ngứa, ngứa đến khó chịu đây này. Diệp Thiếu Dương gãi gãi hai bên đùi. Thiên sư huyết có công dụng miễn dịch đối với tà khí, cho nên dù bị cương thi đả thương cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn cũng chỉ là con người, da thịt bị ngâm trong dung dịch formalin cũng sinh ra dị ứng. Hai người nhảy từ trên cửa sổ xuống, cũng không làm chuyện gì nữa, nhanh chóng rời khỏi trường học. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một nhà khách, đương nhiên là mở ra để phục vụ sinh viên. Diệp Thiếu Dương đi thuê phòng, lao ngay vào nhà tắm.
Tạ vô tình nghĩ trang phục của hắn không xài được nữa, lát không có gì để mặc, vì thế đi ra ngoài mua cho hắn một bộ quần áo. Trong nhà tắm của nhà khách, vò hoa sen được đặt ở góc phòng vệ sinh. Cởi quần áo để bên ngoài, Diệp Thiếu Dương kéo mảnh tre, dùng nước ấm không ngừng cọ rửa hai chân, cảm giác dễ chịu. Nhưng thính giác cùng với năng lực chú ý của hắn vượt qua người thường, trong tiếng nước rào rào của vòi sen, mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng động. Tưởng là Tạ Vũ Tình quay lại nên không để ý, nhưng một lát sau cảm giác bên người dường như có gió lưu động, trong lòng khẽ động, nghĩ thầm không phải là Tạ Vũ Tình. Nàng biết mình đang tắm rửa, làm sao mà tiến vào đây? Vì thế dùng một tay vén góc mảnh tre, nhìn ra thì lập tức sửng sốt. Trong phòng vệ sinh có hai nam nhân đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang, một tên đang ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm trong đống quần áo của mình vừa cởi ra, một tên đứng dựa lưng vào cửa cúi đầu nhìn xuống đất. Vừa nhìn bọn họ, trong nháy mắt Diệp Thiếu Dương đã nghĩ đến là trộm cắp, định lao ra bắt. Đột nhiên nhớ ra là mình không có mặc quần áo, vì thế quay đầu lấy nhanh trên giá một cái khăn tắm quấn ở thân dưới, một bước lao ra khỏi phòng. Vừa muốn động thủ thì đột nhiên cả người căng thẳng đứng sững, một họng súng đen ngòm giơ về phía hắn. Tên đang đứng ở cửa phòng tắm giơ súng lục, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình. Khi nhìn qua ánh mắt của hắn, Diệp Thiếu Dương đã hiểu gia hỏa này không phải là hù dọa mà muốn nổ súng thật. Chúng ta là nghe lệnh đến, tìm một thứ, không định giết người. Tốt nhất là ngươi đừng có cử động. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Diệp Thiếu Dương không động đậy. Hắn tuy là thiên sư nhưng thân thể cũng là máu thịt, không thể nào mà ngăn được viên đạn. Cái quan trọng chính là hiện tại bản thân trần truồng, muốn vũ khí cũng chẳng có, muốn đồng tiền cũng chẳng có, đến một cơ hội phản kích bất ngờ cũng chẳng có. Các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Diệp Thiếu Dương vừa hỏi vừa suy tính kế sách ở trong đầu. Tên cầm súng không trả lời, tên ngồi xổm tiếp tục nhanh tay tìm kiếm trong mớ quần áo, rốt cục lấy ra quyển notebook bìa xanh, lật lật rồi nhét vào túi của mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, thì ra bọn chúng nó vì cái này mà tới. Lấy được notebook, gia hỏa này lập tức đứng dậy, chạy ra bên ngoài cửa. Tên đàn ông cầm súng yểm hộ phía sau, chờ đồng bọn ra khỏi cửa, cầm súng chậm rãi lùi lại, ra khỏi cửa liền đóng sầm lại. Tiếp đó chỉ nghe được tiếng bước chân vội vàng chạy đi. Còn mẹ nó. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, vọt nhanh ra phòng ngủ, cầm lấy chiếc đai lưng được cởi ra ở trên giường, lấy ra một nắm tiền ngũ đế, phi thân ra cửa, chạy như bay về hướng cầu thang thoát hiểm. Hắn tin là đối phương sẽ chọn cầu thang lầu mà đi, chứ không dùng thang máy. Vừa đến cửa thang lầu được nghe được một tiếng chuỗi bước chân dồn dập chạy xuống. Diệp Thiếu Dương biết là có đuổi cũng không kịp, ngẩng đầu nhìn thang lầu, có một cửa sổ nhỏ cao gần 3 mét, lập tức nhảy vọt lên đẩy cửa sổ, nhìn xuống dưới. Cửa sổ đối diện phía dưới có một mái hiên thò ra. Đây là tầng 5, hắn không ngốc đến nỗi tự mình nhảy xuống, nên ghé vào bên cửa sổ đợi một lúc. Quả nhiên thấy hai tên đeo khẩu trang che mặt chạy ra từ mái hiên, tay phải cầm một đồng ngũ đế dùng lực phóng về phía một trong hai tên trúng vào bả vai. Tên nọ chao đảo một chút, ngẩng đầu nhìn, vừa đúng lúc Diệp Thiếu Dương bắn tiếp một đồng tiền ngũ thứ hai, cắt qua mặt hắn. Hai tên này phản ứng cực nhanh, lập tức tăng tốc, cao chạy xa bay. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn chúng chạy tới góc tường rồi biến mất trong dòng người, nghĩ nghĩ một hồi rồi chạy nhanh xuống lầu. Thấy trên mặt đất còn lưu lại vết máu, muốn tìm một lá linh phủ thấm máu, đưa tay sờ bên hông, chợt nhớ là bên người mình chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, đành phải cúi xuống nhặt đồng tiền ngũ đế còn dính máu của tên kia. Vừa về phòng lập tức từ ba lô lấy ra mấy pháp khí, đang định làm phép thì Tạ Vũ Tình đã vác một cái túi to quay về. Diệp Thiếu Dương vừa lấy nàng, thấy nàng lập tức thuật lại tình huống. Tạ Vũ Tình nghe xong liền dùng mình hoảng sợ, nhanh chóng gọi điện cho Lưu Ngân Thủy, nhờ hắn sử dụng thủ đoạn trinh sát giúp mình điều tra, sau đó muốn kiểm tra camera theo dõi của nhà khách. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, rồi nói hai gia hỏa kia đều dùng khẩu trang che mặt, xem lại băng ghi hình cũng không có manh mối. Để tôi đem một tên bắt lại đây, rồi thẩm vấn một chút là biết. Tạ Vũ Tình nghe vậy, kinh hãi. Bắt tới đây, làm sao mà bắt? Dùng Mao Sơn huyết quy thuật. Diệp Thiếu Dương lấy từ ba lô ra một chiếc la bàn, đặt xuống mặt đất, xung quanh dán 8 lá linh phủ, dùng chu sa vẽ lên mặt đất từng tấm một. Sau đó đặt đồng tiền ngũ đế có dính máu ở chính giữa la bàn, tìm kiếm một hồi trong ba lô, không tìm được đồ vật muốn tìm, ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ Tình. Ở đâu có loại đĩa sứ nhỉ? Chính là cái đĩa nhỏ dùng ăn cơm á. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một hồi rồi nói, để tôi đi, ta đi hỏi người phục vụ, chắc là có. Được rồi, mượn lấy hai cái.
Tạ Vũ Tình ra ngoài, một lát sau quay lại cầm theo hai cái đĩa đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cắt đầu ngón tay, lần lượt viết xuống hai chữ thân và vị vào trên đáy đĩa, sau đó đặt chữ vị ở góc đông bắc của la bàn, nhỏ vào bên trong một ít dao du, cầm hai sợi tơ hồng xoa thành một, cho vào trong dầu, châm lửa đốt thành một ngọn trường minh trúc. Mặt khác, lật úp một đồng tiền ngũ đế, dán đè ở giữa một lá linh phủ. Chương 649, Mao Sơn huyết quy thuật. Diệp Thiếu Dương bật lửa đốt phủ, thiêu đốt vào gần tiền ngũ đế rồi lại rút ra, tiếp theo lấy một tập hoàng phiếu ném vào chén sứ thiêu hủy. Tạ Vũ Tình đứng một bên xem, trợn mắt há mồm lẩm bẩm: sao trình tự lại phức tạp như vậy? Không có họ tên, không có sinh thần bát tự, chỉ bằng một chút vết máu mà câu hồn, cô tưởng là dễ lắm mà. Diệp Thiếu Dương nhìn hoàng phiếu đang cháy. Huyết quy thuật là một trong sáu đại thần thuật của Mao Sơn, đương thời thi triển ra được không có quá nổi ba người. Tạ Vũ Tình nhìn la bàn cùng đĩa sứ: đây là pháp thuật gì? Sao trông giống như trò chơi đĩa tiên gọi hồn vậy? Thì nó là đĩa tiên đó, nhưng ở trình độ cao hơn. Trông thấy hoàng phiếu sắp cháy hết, Diệp Thiếu Dương dặn Tạ Vũ Tình không được làm gián đoạn mình trong lúc thi pháp. Tháo ra chiêu hồn linh từ đai lưng xuống, rung lắc theo tiết tấu, miệng hô to: thiên linh linh, địa linh linh, nhất diêu quỷ thần kinh, nhị diêu kính tam thanh, tam diêu dương âm biến, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Tay trái lấy ra một chiếc bình sứ, đổ vào miệng một ngụm pháp thủy, phun vào chén sứ. Hoàng phiếu bị đốt, gặp phải pháp thủy lập tức bùng cháy mãnh liệt. Trò giấy bốc lên, hình thành một màn sương khói. Có một bóng người đen xì xì ở bên trong đứng lên, đầu đội ô sa, thân mặc trường bào, mặt đen như than, trên trán mọc một cái sừng. Bởi vì chỉ là một đạo hư ảnh cho nên không thấy rõ tướng mạo. Tạ Vũ Tình muốn lại gần xem hình dạng hắn ra sao. Quỷ sai liếc nhìn nàng một cái, Tạ Vũ Tình lập tức hai mắt đau đớn lảo đảo lui về phía sau, lấy tay che mắt, xoa nhẹ mấy cái thì không còn đau nữa, nhưng sau khi bị giáo huấn không dám đến gần quỷ sai. Diệp Thiếu Dương để chiêu hồn linh xuống, rút từ đai lưng ra thiên sư bài của mình, dùng thái ất phất trần dính một chút nước miếng, viết lên thiên sư bài một chữ lệnh, ngón cái ấn lên mặt trên, kích hoạt phù văn, nhìn quỷ sai kia lạnh giọng: thái công ở Ti Sinh Tử nghe ta hiệu lệnh, theo vết máu bắt sinh hồn người này, lập tức làm theo. Quỷ sai chắp tay, sau đó thân ảnh hóa thành một luồng hắc khí bay từ cửa sổ ra ngoài. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn la bàn trên đĩa sứ, im lặng chờ đợi. Tạ Vũ Tình thấy hắn không vội nữa, lúc này mới lớn gan hỏi: này Thiếu Dương, gia hỏa mặt đen kia vừa rồi là Hắc Bạch Vô Thường hả? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng: Hắc Bạch Vô Thường đâu có dễ như vậy mà bị sai khiến, đây chỉ là quỷ sai công tào ở Ti Sinh Tử bị ta làm phép mời đến. Bất đắc dĩ thở dài, dùng máu của câu hồn. Đối với pháp sư nhân gian là một điểm cấm kỵ, dù pháp sư có đủ pháp lực thi triển, nhưng nếu cấp bậc bài vị không đủ thì không cách nào mời được công tào ở Ti Sinh Tử. Chính mình là thân là thiên sư, tuy rằng có thể vượt qua cấm kỵ, nhưng thiệt hại cũng không ít âm đức. Mà vì tìm lại notebook, hắn cũng không rảnh lo nhiều như vậy. Chỉ đợi trong chốc lát, la bàn trên đĩa sứ đột nhiên nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt trầm xuống, ngón giữa tay phải ấn chặt đáy đĩa, miệng quát lên: hiện thân cho ta. Chiếc đĩa rung lắc theo biên độ càng lúc càng lớn, tựa hồ như muốn thoát khỏi sự khống chế của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương giơ đĩa sứ, miệng im bặt niệm chú, tay trái tạo thành pháp quyết, phách vào đáy đĩa sứ một cái. Một bóng người lập tức từ trong đĩa bay ra, rơi xuống mặt đất, nhanh chóng đứng lên, quay đầu muốn chạy ra cửa. Diệp Thiếu Dương một tay cầm trường minh trúc nướng ở phía dưới đĩa sứ. Quỷ ảnh lập tức biểu hiện ra bộ dáng thống khổ vô cùng, lăn lộn quay cuồng trên đất, ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương cầu xin tha thứ. Vài giây sau, Diệp Thiếu Dương đặt trường minh trúc xuống, nhìn quỷ ảnh kia: đừng tưởng ta dùng máu câu hồn thì không thể làm gì được ngươi. Ta hỏi gì trả lời đó. Nếu chỉ cần một câu nói dối, ta lập tức đánh người hồn phi phách tán. Không tin thì thử xem. Vừa mới nướng hồn vô cùng đau đớn, quỷ ảnh không còn dám lỗ mãng, cả người run rẩy quỳ trên đất không ngừng dập đầu. Diệp Thiếu Dương ra lệnh cho hắn ngẩng đầu nghiêm túc mà quan sát. Nếu như hồn phách của hắn xuất hiện ở đây thì ngoại hình đương nhiên là không thể che giấu.
Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình nhìn hắn là một người đàn ông chừng 30, mũi ưng, mắt tam giác, tướng mạo thâm hiểm. Nếu trông mặt mà bắt hình dong thì tên này thuộc dạng vừa nhìn đã biết là không phải loại tốt lành gì. Bị Diệp Thiếu Dương ép hỏi, tên kia không hề dám giấu giếm, nói về lai lịch xuất thân của mình. Hắn tên là Vương Chiến Đông, là người ở phương Nam, thời trẻ do trộm cướp cho nên bị tống vào tù tại Cương Thành. Năm trước mới được ra tù, trong nhà cũng không có ai nên quyết định lưu lại Cương Thành. Tới công trường mà tranh giành địa bàn, đánh giết ẩu đả, là một tên cặn bã của xã hội. Trước đó một ngày, có một tên môi giới tìm hắn hỏi dò có đồng ý nhận một công việc hay không, hứa sẽ trả 5 vạn tiền nếu yêu cầu hắn theo dõi một người, sau đó báo cáo lại hành tung, chờ lệnh giao phó. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì thất kinh. Người mà hắn sai, người theo dõi, chính là ta sao? Thấy Vương Chiến Đông gật đầu, tiếp tục hỏi, kẻ môi giới là ai? Chính là tên đi cùng tôi. Bọn tôi cùng nhau nhận việc này. Chuyện này cũng là hắn bảo tôi làm. Xe là hắn mướn, tôi chỉ là trung gian động lõa. Ít nói nhảm đi, nói quá trình người muốn đối phó ta như thế nào. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay ấn vào cái đĩa một cái. Vương Chiến Đông lập tức kêu lên thảm thiết. Nói tôi nói, hôm qua chúng tôi muốn theo người tới nhà hỏa táng, nhưng trời mưa to, có người gọi điện bảo bọn tôi không cần đụng đến người mà chờ trong xe bên ngoài nhà hỏa táng. Lúc người rời khỏi đó, bọn tôi liền bám theo quay lại trường học. Mãi cho đến vừa rồi, các người đi vào khu nhà đó, bọn tôi vẫn theo phân phó mà đợi bên ngoài. Sau khi thấy người đi ra, đối phương lệnh cho bọn tôi tiếp tục theo dõi đến tận đây, tìm một cuốn sổ trong đống quần áo của người đem lại cho hắn. Là ai sai các người tới? Súng, di động, ô tô là do ai cung cấp? Tạ Vũ Tình nhìn sang về phương diện thẩm vấn phạm nhân, so với Diệp Thiếu Dương thì cô càng có kinh nghiệm hơn nhiều. Sau khi luân phiên tra hỏi, Tạ Vũ Tình nắm được một số manh mối hữu dụng. Toàn bộ đồ vật phụ trợ đều do một người đàn ông cung cấp. Tên đó đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, người thấp, nghe âm thanh chắc độ 50-60 tuổi. Nhưng vì hai bên hoàn toàn liên lạc bằng điện thoại cho nên có nhiều việc hắn không biết rõ. Vậy notebook bây giờ đang ở đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi vấn đề quan trọng nhất. Ở ngay trước ngã tư đường hướng Tây, có một hẻm nhỏ, tôi ném nó vào trong thùng rác màu xanh. Tạ Vũ Tình nghe vậy thì nhanh chóng gọi điện thoại cho Lưu Ngân Thủy, nói rõ vị trí, nhờ hắn lập tức qua bên đó một chuyến. Diệp Thiếu Dương dò hỏi biết được thân thể của hắn cũng đang nằm ở thùng rác gần đó. Sau khi ném notebook vào thùng rác, còn chưa kịp đào tẩu thì bị câu hồn. Hồn phách con người có trời biết, cho nên tuy rằng Vương Chiến Đông chỉ là sinh hồn bị câu, nhưng cũng có thể nhớ rõ rất nhiều chuyện. Tạ Vũ Tình còn muốn tiếp tục thẩm vấn, Diệp Thiếu Dương liền ngăn lại. Thẩm vấn quỷ không thể coi là chứng cứ. Chờ Lưu Ngân Thủy đưa thân thể của hắn về đây, cô từ từ mà thẩm vấn người sống, căn cứ những gì hắn nói rồi chúng ta đi điều tra tiếp. Bây giờ làm việc thôi. Chương 649. Hết tập 84. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.